nhà có hai cô con dâu, đứa thì tươi cười vui vẻ, đứa thì cứ như người câm ấy. Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy mẹ? Cái bà già điên này nữa. Cô bỏ thuốc độc vào đây để giết tôi đúng không? Tôi không điên đâu. Lừa bà ấy, ký cái giấy sang nhượng mảnh đất, thế là xong. Tôi mời mẹ uống nước ạ. Về rồi đấy à? Ơ, mẹ đang xem phim đấy à? Mẹ ơi, thế mẹ đã nhớ lời con dặn chưa? Là mẹ chỉ được xem nửa tiếng thôi, rồi mẹ đứng lên đi lại cho thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho mắt mẹ ạ. Mẹ nhớ rồi. Gớm, cả ngày mẹ chỉ có ngồi mong con về để cho nhà nó có người có tiếng thôi đấy. Nhà có hai đứa con dâu mà khác nhau một trời một vực. Đứa thì tươi cười vui vẻ cả ngày, đứa thì cứ như người câm ấy. Thôi, mẹ bực mình làm gì? Để cho mà ảnh hưởng đến sức khỏe. À mẹ ơi, lúc nãy trên đường về, cạnh nhà mình có cái shop, nó bán cái khăn đẹp quá. Con ghé vào mua cho mẹ cái khăn, mẹ xem có thích không ạ? Ôi trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá con ạ. Đúng là chỉ có con mới hiểu mẹ thôi. Dạ. Đẹp quá. À mẹ ơi, con bảo này, con nghe anh Long nói là nhà mình có mảnh đất ở giữa trung tâm thành phố phải không mẹ? À, con thì con thương mẹ lắm. Thế nhưng mà mẹ biết đấy, dạo gần đây công việc chồng con bận rộn, anh ấy đi công tác suốt, nên là con tính thuê một căn nhà ở trên đấy để cho tiện đi lại. Với cả là sang năm còn tính sinh cho mẹ thằng cu chứ ạ. Thế nhưng mà con lại chưa đủ tiền. À, đúng là mẹ có một mảnh đất ở trên thành phố bỏ mấy năm nay rồi. Mảnh đất đấy ở giữa trung tâm đang lên giá lắm đấy. Thế à? Thôi được rồi, à, mai mẹ rảnh, mẹ sẽ lên đó để tham khảo xem như thế nào đã nhá. Dạ vâng ạ, à, mẹ uống nước đi mẹ. Đẹp con ạ. Này, anh bao giờ mới về đấy? Hôm qua ấy, em đã nói ý với mẹ rồi, nhưng mà vẫn thấy khó lắm. Chẳng gì thì cũng còn vợ chồng anh Long nữa. Mẹ đúng là không thích chị Trang, thế nhưng mà anh Long anh là con trai bà. Mà này, có khi nào ấy mẹ anh lại giở cái trò công bằng chia đôi tài sản không nhở? Này, thế nên là anh về nhanh lên, về mà tác động đi nhá. Xin sang tên cái đám đất ở trên thành phố luôn đi. Sau này đòi chia đôi cái nhà này nữa thì có mà anh mà không về nhanh ấy, liệu hồn với em ấy nhá. Gió thôi. Mẹ không điên đâu. Em đừng nói lên thuyên. Không bị làm sao á? Thế thì vợ chồng anh nghỉ ở nhà mà trông mẹ nhá. Mà em nói trước ấy, đồ em mua ấy toàn đồ đắt tiền thôi. Bà mà đập cái gì? Cứ liệu hồn đấy. Ai điên? Có cô điên thì có. Còn quỷ quái đấy. Quỷ quái đấy. Thôi mẹ ơi, kia là Huyền, chẳng phải mẹ yêu thương em ấy nhất còn gì nữa. Chẳng hiểu sao mẹ lại bị như thế này nữa.
Thôi Huyền này, nếu mà em sợ ấy thì em đi ra ngoài trước đi. Ở đây có anh chị lo rồi. Không ổn rồi. Anh mời có taxi, đưa mẹ đi khám xem thế nào nhá. Không đi viện, không đi viện đâu. Trong viện nhiều ma lắm. Cô mà bắt tôi đi viện thì tôi sẽ chết ở đây chứ cô xem. Được rồi, không đi viện. Thôi anh này, mẹ bị như thế này rồi, hôm nay em xin nghỉ ở nhà để trông mẹ nhá. Anh với Thím cứ đi làm đi, ở đây có em lo rồi, có gì mai mình tính tiếp. Ừ, em ở nhà trông mẹ nhá. Mẹ nằm xuống đi mẹ. Cố ngồi dậy ăn bát cháo đi mẹ. Tự dưng mẹ đổ bệnh như thế này, bọn con lo lắm đấy mẹ ạ. Mẹ. Cô vào đây làm gì? Cô vào đây để cô định hại tôi đúng không? Con là con dâu của mẹ mà. Con biết là mẹ cũng không thích gì con cả. Cũng bởi vì con ít nói, gia đình lại không khá giả. Nhưng mà con không bao giờ trách mẹ hết. Tự dưng mẹ đổ bệnh như thế này cũng là lỗi tại bọn con. Mãi bận làm ăn, không chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Mẹ ơi, từ nay con sẽ cố gắng về sớm để chăm sóc mẹ, mẹ nhá. Thôi mẹ cố ăn bát cháo để con uống thuốc ạ. Không ăn, không ăn. Cô bỏ thuốc độc vào đây để giết tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi không điên đâu. Bát cháo này con nấu từ sáng đến giờ đấy, con chẳng cho gì vào trong đấy cả. Thôi để con lấy bát khác, con ăn cùng với mẹ nhá. Chứ nhìn mẹ như thế này, thực sự là con đau lòng lắm. Mẹ thành ra đến này, tất cả là lỗi tại bọn con, là bọn con chăm sóc mẹ không tốt. Cô đi đi. Cô đi đi. Cô đừng hòng mà moi được tiền của tôi nhá. Tôi, cô chết. Cô chết, tôi cũng không bao giờ cho cô được cái đám vàng này của tôi đâu. Con lấy tiền, lấy vàng của mẹ để làm cái gì chứ? Thôi được rồi, bát này đằng nào cũng đổ rồi, để con xuống bếp con lấy cho mẹ bát khác. Cuối cùng bọn tìm thấy mẹ rồi. Nếu mẹ không vừa ý chuyện gì thì mẹ cứ nói với con. Tại sao mẹ lại bỏ đi như thế? Mẹ có biết là con lo cho mẹ lắm không? Nhớ mẹ mà có chuyện gì thì làm con sẽ ân hận cả đời mất. Con lo cho mẹ thật sao? Tất nhiên là con lo cho mẹ rồi. Con biết là bọn con không tốt,
Thôi để từ mai con nghỉ làm ở nhà, con chăm sóc mẹ nhá. Chứ để mẹ một mình thế này, con không yên tâm được đâu ạ. Gia đình mẹ thật may mắn khi có con về làm con dâu. Nếu không thì mẹ xin lỗi con, vì bao nhiêu lâu nay mẹ đã hiểu nhầm con. Nếu mà bọn con sai ở đâu thì mẹ cứ phạt, cứ mắng. Chứ mẹ đừng bỏ đi như thế này, con sợ lắm. Thật ra từ hôm ấy đến giờ là mẹ giả vờ điên để thử lòng các con. Mẹ biết làm như thế là sai, nhưng mà mẹ không làm vậy thì làm sao mà mẹ biết được lòng dạ thật của các con như thế nào. Con giờ thì mẹ đã hiểu hết cả rồi. Con không trách mẹ chứ? Không, làm sao mà con trách mẹ được. Cũng bởi vì chúng con cho nên là mẹ mới phải làm như thế. Thôi mẹ ơi, để bây giờ con đưa mẹ về nhá. Chứ không chồng con về, với cả em dâu không thấy mẹ đâu, lại lo đấy ạ. Để con đỡ mẹ. Bà già này nhàm hiểm thật đấy. Thế mà cứ kêu là không có gì. Nhiều vàng đến mức còn vứt đầy giường thế này cơ mà. Thôi cất tạm đã. Bà ấy điên thì biết làm sao được. Lừa bà ấy ký cái giấy sang nhượng mảnh đất, thế là xong. Mẹ à? Con vừa đi làm về. Tính vào trong phòng để hỏi xem là sức khỏe mẹ như thế nào ạ. Em về là được rồi, sao lại còn phải cầm cả đồ của mẹ để làm gì nữa? Đồ gì? Chị nói cái gì đấy? Em chẳng hiểu gì cả. Con gọi thằng Long về để họp gia đình ngay. Còn chồng cô bận việc thì thôi cũng được. Mẹ. Uổng công tôi yêu thương cô. Tôi tưởng cô ngoan hiền như thế nào, hóa ra cũng chỉ vì đống tài sản đấy thôi. Cô làm tôi thật thất vọng. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Đúng là đợt này vợ chồng con khó khăn quá, nên là con mới bị ma xui quỷ khiến và có những suy nghĩ như thế. Chứ thật sự thì trong lòng con luôn coi mẹ như mẹ đẻ của con. Con xin mẹ tha thứ cho con lần này, lần sau con không dám tái phạm đâu ạ. Mẹ ơi, con thấy em dâu em ấy cũng biết lỗi của mình rồi. Hay là mẹ tha cho em ấy lần này mẹ nhé. Vâng, đúng đấy mẹ ạ. Với cả vợ chồng con cũng thống nhất là mẹ cho như thế nào thì bọn con xin thế. Kể cả mẹ không cho cũng không sao ạ. Bây giờ vợ chồng thím huyền cần thì mẹ có cho thím đi ạ. Mẹ già nhưng mà chưa có lẩm cẩm. Lòng tin của con người ta chỉ có một lần thôi, mà đã mất thì cũng mất luôn một lần rồi. Mẹ đã nhìn rõ lòng dạ con người của nó. Chính vì thế, chỗ tài sản này mẹ cho hai đứa các con. Còn vợ chồng con Huyền, ngày mai dọn ra ngoài sống để mà ăn năn hối lỗi. Bao giờ thật biết lỗi thì hãy quay về cái nhà này. Nhà tôi không chấp nhận cái loại người mưu mô xảo quyệt, bất hòa với anh em chỉ vì tiền của. Ôi, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha thứ cho con. Mẹ đừng đuổi con đi mẹ ơi, con xin mẹ đấy ạ. Tôi không có phúc có đứa con dâu quỷ quyệt như cô. Mời cô đi ngay cho. Mẹ ơi, đi ngay cho.